Nhìn lá cờ đỏ sao vàng bay lồng lộng trong đất trời Việt Nam hòa bình thống nhất hôm nay như nhắc chúng ta nhớ về ngày cách mạng mùa thu vang vọng tuyên ngôn độc lập năm nào. 9 năm kháng chiến trường kỳ, người Việt Nam đã làm nên một Điện Biên Phủ lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu. Buộc thực dân xâm lược Pháp phải ký kết Hiệp định Geneva, công nhận những quyền dân tộc cơ bản, chấm dứt ách cai trị đô hộ kéo dài hàng thế kỷ. Hòa bình lập lại, song đất nước lại phải chia cắt hai miền. Vĩ tuyến 17 tưởng chỉ phân ly 2 năm mà đã đẳng đẵng tới 21 năm. Mẹ xa con, vợ xa chồng. Tháng 3 năm 1965, quân đội Mỹ với lữ đoàn viễn chinh thủy quân lục chiến đổ bộ vào bãi biển Xuân Thiều, Đà Nẵng, mở đầu cuộc chiến tranh xâm lược Việt Nam khốc liệt, tàn bạo chưa từng có trong lịch sử. Hơn hai thập kỷ trải qua, năm đời Tổng thống nước Mỹ đều cho rằng những trang thiết bị, vũ khí tối tân và khối lượng tiền bạc mà người Mỹ bỏ ra sẽ đè bẹp được ý chí và tinh thần quyết tâm của người Việt Nam trong cuộc chiến đấu không khoan nhượng vì độc lập, tự do và thống nhất Tổ quốc. Cuối cùng, cả thế giới đã chứng kiến những kẻ xâm lược Mỹ đã buộc phải ngồi vào bàn đàm phán ký hiệp định chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Việt Nam. Đội quân được mệnh danh là mạnh nhất thế giới khi ấy đã phải lặng lẽ cuốn cờ về nước. Song, chính quyền Mỹ vẫn tiếp tục viện trợ, tiếp tay ngụy quyền Sài Gòn vi phạm hiệp định. Trước tình hình mới, Đảng ta đề ra mục tiêu giải phóng hoàn toàn miền Nam. Mùa xuân năm 1975, sau thắng lợi của chiến dịch Tây Nguyên, Huế, Đà Nẵng, thấy rõ thời cơ, Đảng ta quyết định tiến hành chiến dịch Hồ Chí Minh. Nhưng có một điều khiến đoàn làm phim trăn trở và không ngừng đặt ra câu hỏi: tại sao chúng ta có thể thắng hai đế quốc hùng mạnh nhất, dù gian khổ hy sinh vẫn sẵn sàng? Nhưng trước sự thật lịch sử quá đỗi hiển nhiên, chính ủy Bùi Văn Tùng là người soạn thảo bản đầu hàng cho Tổng thống Việt Nam Cộng Hòa trưa 30 tháng 4 năm 1975 mà mấy chục năm qua vẫn có người cố ý làm sai lịch sử. Sự kiện này tính từ khi nó xảy ra đến nay đã 45 năm, quãng thời gian hơn nửa đời người, gấp rưỡi thời gian dân tộc ta chống Pháp và chống Mỹ. Khi đặt vấn đề làm bộ phim này, đoàn làm phim xin nhấn mạnh một điều: chúng tôi không mong muốn gì hơn ngoài việc làm sáng tỏ một sự thật lịch sử để sau này thế hệ trẻ, con cháu chúng ta hiểu đúng về trang sử vẻ vang nhất ngày 30 tháng 4 năm 1975 trong lịch sử dân tộc, đất nước hoàn toàn thống nhất, non sông thu về một mối như Bác Hồ hằng mong. Chiến dịch Hồ Chí Minh, chiến dịch cuối cùng của cuộc tổng tấn công và nổi dậy mùa xuân năm 1975 với phương châm thần tốc hơn nữa, táo bạo hơn nữa. 5 cánh quân, 20 sư đoàn, ta quyết chấm dứt cuộc chiến đấu vệ quốc trường kỳ 21 năm đầy hy sinh, gian khổ. Hòa trong khí thế tấn công với tinh thần một ngày bằng 20 năm, với ý chí quyết tâm giải phóng hoàn toàn Việt Nam, thống nhất Tổ quốc. Binh chủng xe tăng là lực lượng chủ công đi đầu, có nhiệm vụ thọc sâu, cơ động đánh thẳng vào Sài Gòn, đánh chiếm Dinh Độc Lập trong chiến dịch mang tên Bác. Trước giờ nổ súng, các đơn vị của các binh chủng phối hợp tác chiến đều được phát trang phục mới, vũ khí đạn dược đầy đủ. Chỉ huy từng đơn vị trực tiếp giao nhiệm vụ trước toàn thể anh em. Thay mặt Bộ Tư lệnh Binh đoàn, tôi giao cho đơn vị các đồng chí lá cờ của Tổ quốc. Các đồng chí có nhiệm vụ cắm nó lên nóc Dinh Độc Lập của ngụy quân Sài Gòn. Chúng tôi xin hứa hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đồng chí tư lệnh đã giao. Các đồng chí có quyết tâm cắm ngọn cờ giải phóng lên Dinh Độc Lập không? Quyết tâm, quyết tâm, quyết tâm. Sài Gòn trước giờ khắc số 0, quân Mỹ dẫm đạp lên nhau tháo chạy về nước. Đại sứ Mỹ Martin cuối cùng cũng phải rời khỏi Việt Nam.
Tổng thống Dương Văn Minh và nội các chính quyền Sài Gòn đã buộc phải đầu hàng vào trưa 30 tháng 4 năm 1975. Kể từ 11 giờ 30 phút trưa 30 tháng 4 năm 1975, chế độ Mỹ Ngụy chính thức sụp đổ. Chỉ vài tiếng sau chiến thắng lịch sử, Chủ tịch nước Tôn Đức Thắng, Tổng Bí thư Lê Duẩn cùng các đồng chí Võ Nguyên Giáp, Phạm Hùng, Văn Tiến Dũng đã có mặt tại sân bay Tân Sơn Nhất để kịp động viên chiến sĩ và đồng bào miền Nam ruột thịt. Và trong buổi gặp mặt Quân ủy Trung ương ngày 16 tháng 5 năm 1975 ngay tại Dinh Độc Lập, Chủ tịch nước Tôn Đức Thắng đã biểu dương quân đội ta. Chính ủy Lữ đoàn Xe tăng 203 Bùi Văn Tùng được mời lên đại diện cho Quân đội Nhân dân Việt Nam, vinh dự được Bác Tôn ôm hôn. Từ đây, hình ảnh anh bộ đội Cụ Hồ Bùi Văn Tùng, chân dép lốp dẫm lên thảm đỏ phủ đầu rồng, ghi dấu một vẻ đẹp anh dũng, bất khuất. Sau đó 3 ngày, thì có cuộc họp quân chính của trên quân đoàn, thì là anh Nguyễn Hữu An tư lệnh, anh mới nói rằng mở đầu cuộc họp, anh nói ngay, anh nói hôm nay giải oan cho ông Tùng, giải oan cho đồng chí Tùng là vì tôi bị lá rầy ở trên Độc Lập. Mà hôm qua tôi họp ở trên Bộ Chỉ huy dịch, các đồng chí Phạm Hùng, Lê Đức Thọ, Văn Tiến Dũng rất khen cái chuyện ông Chí Tùng làm tại trên Độc Lập, thảo lời đầu hàng cho dân mình là chính xác và đọc lời chấp nhận đầu hàng dõng dạc của người chiến thắng. Cho nên qua tôi có anh gửi lời về khen ngợi với Tùng. Như vậy là lúc bây giờ tôi mới yên tâm và thoải mái tư tưởng. Khi Bác Tôn đọc cái lời khen ngợi quân đội rồi thì anh Văn Tư Dũng đứng lên nói, đồng chí Tùng ngồi đâu, ra nói chuyện với dân mình nghe. Thế thì tôi tưởng là mình cấp thấp vì lúc bây giờ chỉ tá, đại tá mới tướng thôi mà. Mình nói sao, cũng nhờ là bây giờ nó đầu. Thế lúc đầu tôi lên tôi cũng mắc điện, nói cũng hơi lộn xộn. Nhưng mà sau thì tôi kể ra toàn bộ câu chuyện Bác Tôn nghe. Thế thì anh Văn Tiến Dũng mới nói rằng là đồng chí Tùng đại diện quân đội đến để Bác Tôn hôn quân đội. Thế lúc bây giờ cái ảnh còn chụp đây. Thế thì là Bác Tôn ông hôn, tôi ông hôn. Nhưng mà lúc đó là tôi biết là công tích á là của bao nhiêu anh hùng liệt sĩ đã ngã xuống, chứ mình có công gì đâu, mình chỉ là làm theo cái trách nhiệm của anh cán bộ chính trị thôi. Cho nên Bác Tôn ủng hộ tôi bao nhiêu thì nước mắt tôi rơi cả bao nhiêu, mà dính cả đi má ổng. Đấy, sự việc như thế. Sau 30 năm á thì tôi rất thương bốn đồng chí xe tăng của cái lữ đoàn chúng tôi là xe tăng 390. Lịch sử nhầm lẫn cũng là điều dễ hiểu. Câu chuyện về những chiến sĩ trên xe tăng 390 đã húc đổ cổng Dinh Độc Lập, nhưng lại trở thành chiến công mà xe tăng 843 được hưởng từng gây tranh cãi đã được làm sáng tỏ. Xuất phát từ việc đi tìm lại lịch sử chân chính về chiến công của xe tăng 390, đoàn làm phim đã phát hiện ra một sự thật lịch sử đang bị che lấp. Đó là câu trả lời cho câu hỏi, ai là người thảo bản đầu hàng cho Dương Văn Minh? Khi mà tiến vào Dinh Độc Lập thì cái xe tăng 843 của đại đội trưởng Bùi Quang Thận đi trước. Nhưng mà đến cái cổng phụ ấy, thì nó húc vào nó mắc kẹt đấy. Thì cái xe tăng 390 ấy, là vọt lên húc vào cổng chính. Thì hiện nay có một tấm ảnh mà của nhà báo Pháp De Mulder đã chụp được. Thật là những điều may mắn cho lịch sử. Nữ phóng viên nhiếp ảnh chiến tranh đầu tiên François De Mulder được nhận giải thưởng ảnh báo chí thế giới. Người được tổ quốc của bà tôn vinh danh hiệu nữ phóng viên chiến trường dũng cảm nhất nước Pháp. Bà đã từng trở lại Việt Nam tìm đến những nhân vật trong tác phẩm của mình, góp phần tôn vinh những giá trị tinh thần vĩnh hằng trong lịch sử chống ngoại xâm của dân tộc ta. Còn bây giờ, chúng ta sẽ đi tiếp câu chuyện về những anh bộ đội Cụ Hồ trong buổi trưa ngày 30 tháng 4 năm 1975 trong hành trình từ Phủ Tổng thống đến Đài Phát thanh Sài Gòn. Mũi tấn công vào Sài Gòn của chúng tôi là một trong nhiều mũi tấn công vào Sài Gòn gia đình.
kẻ địch đã sử dụng đủ các quân binh chủng ngoan cố chống cự đến phút cuối cùng, hòng làm chậm tốc độ tấn công của chúng ta. Cho nên, việc đầu tiên sau khi chiếm giành độc lập là phải bắt Dương Văn Minh, Tổng thống người Việt Sài Gòn, ra đài phát thanh để tuyên bố đầu hàng không điều kiện. Tôi và đồng chí Phạm Xuân Thệ, trung đoàn phó, trung đoàn bộ binh, dẫn Dương Văn Minh ra đài phát thanh. Lúc này ta đã chiếm giữ, buộc Dương Văn Minh phải hạ lệnh cho sĩ quan và binh lính hạ vũ khí, giải tán chính quyền từ trung ương đến địa phương và đầu hàng không điều kiện. Sau đó tôi vinh dự thay mặt lực lượng vũ trang cách mạng tấn công vào Sài Gòn, long trọng tuyên bố thành phố Sài Gòn đã hoàn toàn giải phóng và chấp nhận sự đầu hàng của Tổng thống Dương Văn Minh, Tổng thống người Việt Sài Gòn. Lúc này là 12 giờ 30 phút ngày 30 tháng 4 năm 1975. 1975, xe tăng 390 húc đổ cánh cửa sắt của cổng Dinh Độc Lập. Tiếp theo, xe tăng 843 cũng lao vào cổng chính. Theo nhiệm vụ được giao, tôi rút lá cờ trên xe tăng 843 tiến thẳng vào Dinh Độc Lập, bắt một tên ngụy quyền Sài Gòn dẫn tôi lên chỗ cột cờ. Tên này đã đưa tôi lên bằng đường thang máy. Tới cột cờ, tôi nhanh chóng hạ cờ của chúng xuống và xé ra, giẫm chúng dưới chân, nhanh chóng treo cờ giải phóng lên. Chính trị viên đại đội Vũ Đăng Toàn cùng các chiến sĩ tăng 390 có mặt tại Tổng kho Long Bình thời khắc đó, sau này cũng kể lại đúng sự thật lịch sử về những gì đã diễn ra tại Dinh Độc Lập như vốn có. Thế sau đó thì anh Phan bảo bây giờ là anh ở lại dồn bọn khác Dương Minh, tôi nên cắm cờ. Thế cái việc đó là xong. Thế còn việc lại của tôi ở lại thì lúc đó là tôi dồn toàn bộ bọn khác Dương Minh vào. Dồn xong thì là ông Dương Minh ra đến chỗ tôi thì là anh Phạm Xuân Thệ mới lại hai trợ lý nữa. Lúc đấy gọi là bây giờ gọi là anh Phạm Xuân Thệ thôi, lúc đấy chả biết ai, nói thật ra đấy. Thế thì anh này mới đến nơi, đến chỗ, gần chỗ Dương Minh ấy. Thì là ông này báo cáo, Dương Minh là báo cáo Tổng thống tôi là đại úy Phạm Xuân Thệ, trung đoàn phó, trung đoàn 6. Thế lúc đấy mình ngã ngửa biết ông Thệ, chứ không làm sao biết ông Thệ. Sau đó chưa kịp làm gì và chưa kịp có một hành động gì, chưa kịp một cái tổ chức một cái gì đó. Đấy, thì anh đoàn của anh Bùi Văn Tùng, chính ủy lữ đoàn 23 vừa lên tới. Cũng trong sáng 30 tháng 4 năm 1975 đó, ông Huỳnh Văn Tòng thuộc lực lượng thứ 3 có mặt để dàn xếp việc đầu hàng, cũng là người trực tiếp dẫn Bùi Quang Thận lên nóc Dinh Độc Lập cắm lá cờ giải phóng. Sáng sớm ngày 30 tháng 4, tôi cùng với anh Nguyễn Hữu Thái và một số anh em khác tụ họp anh lực tất cả sinh viên ở trường đại học Giang Hạnh, kêu gọi binh lính Sài Gòn đầu hàng. Khi tôi đến Dinh Độc Lập, bắt đầu là tôi nghe tiếng xích xe tăng, thì thấy hai chiếc xe tăng đi từ đường Thống Nhất thẳng vào Dinh Độc Lập. Tôi và anh Thái ra mở cửa. Chúng tôi loay hoay mở không được bởi vì cửa nó nặng quá. Anh bộ đội khoác ở trên xe tăng, khoác tay biết kêu tôi với anh Thái tránh ra để anh xe tăng hút vào cửa, sập cửa. Xe tăng bắt đầu bước chạy vào Dinh Độc Lập. Thì có anh bộ đội xuống xe cầm lá cờ. Lá cờ này nó cũ nát hết rồi. Tôi và anh Thái đưa anh bộ đội vào Dinh Độc Lập. Khi lên trên sân thượng xong, bước qua cầu gỗ, bắt đầu kéo cái lá cờ của Sài Gòn xuống. Nhưng mà nặng quá, ba người cùng kéo xuống. Thì anh bộ đội đó mới là mở không được, cứ cắn kéo cái cờ kia ra, đưa cái cờ của mặt trận giải phóng lên. Ba người cùng kéo lên, bởi vì nó nặng quá, vậy ba người phải kéo mới được. Chúng ta đang ở vị trí của cái cột cờ Dinh Độc Lập. Khi chúng tôi dẫn anh Thằng đi lên nóc dinh, thì đây có cái cầu thang gỗ, chúng tôi phải trèo ra ở đây. Và lúc đó thì cái cờ này rất lớn,
của chế độ cũ đấy, thì chúng ta phải giật mất tới 5-7 phút là mới bỏ cái cờ kia, rồi kéo cái cờ nhỏ của xe tăng của anh Thận lên trên này. Và dưới này thì người ta đã dàn hàng ngang xe tăng và chĩa súng lên trời. Khi chúng tôi kéo được cây cờ giải phóng lên thì ở dưới đồng loạt bắn chỉ thiên lên để chào mừng. Và đặc biệt là lúc đó tự nhiên là có mặt ba người thanh niên của ba vùng. Anh bộ đội Thận là người ở Thái Bình, là miền Bắc. Và tôi là người Đà Nẵng, là ở miền Trung. Và anh giáo sư Quỳnh Văn Tòng ở Pháp về thì lại gốc Tây Ninh. Câu chuyện tại Dinh Độc Lập trưa 30 tháng 4 năm 1975 do các nhân chứng kể lại, dù là ở các phía hay các lực lượng khác nhau đều hoàn toàn trùng khớp. Sau đây là ý kiến của chuẩn tướng Nguyễn Hữu Hạnh, người kề cận Tổng thống Dương Văn Minh, người mà chúng ta hay gọi là lực lượng thứ ba mà đồng chí Võ Văn Kiệt từng khuyên đoàn làm phim chúng tôi đi tìm hiểu. Khi mà anh em yêu cầu ông Minh đi lên đài phát thanh để mà tuyên bố đầu hàng vô điều kiện đó, thì ông Minh đã trả lời là ông đã tuyên bố giao chính quyền lại cho chính phủ cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam. Sau cùng ông Minh có yêu cầu cho thâu băng. Thì lúc đó đó, Lý Quý Trung chạy đi kiếm băng. Lý Quý Trung là tổng trưởng thông tin của ông Minh á, chạy đi kiếm cái máy để thâu băng. Thì tôi thấy lâu quá, tôi mới nói. Mà tôi nói tôi biết lúc đó cái người đó là chỉ huy xe tăng thôi, bởi vì chính ông quyết định mà. Chính ông quyết định thì vì cái quyết định đó tôi mới biết, chứ còn thật sự anh em bộ đội lúc đó đâu có mang quân hàm gì đâu mà biết. Tôi thấy thì tôi muốn đỡ cho ông Minh, tôi nói ở ngoài đường sợ không có an ninh. Thì ông chỉ huy trưởng của thiết giáp là nói với tôi là chúng tôi bảo đảm an ninh. Đây là cái lời nói, tôi nói lại cái ý, chứ còn thật sự cái lời nói nó không đúng như cái lời nói hồi đó đâu. Nhưng mà cái ý như vậy. Thì lúc đó rồi ông Minh, ông Mẫu đi theo anh em bộ đội đi xuống với xe để mà đi. Thì từ đó tôi không biết nữa. Tôi vào đây thì gặp ông Minh. Thì ông Minh ông nói với tôi là chúng tôi chờ các ông vào để bàn giao. Thì tôi nói các ông chả còn gì để bàn giao, chỉ có đoàn không điều kiện. Thế thì là nhân viên của ông Minh đó, là yêu cầu là cho máy cho ghi âm tại đây, nhưng mà tìm mãi không có. Thì sau đó thì tướng Nguyễn Hạnh có nói với tôi rằng là bây giờ ra ngoài thì sợ phải đối lập nó ám hại. Tôi nói là cả Sài Gòn quân giải phóng đâu giải phóng rồi, ông tướng Dương Minh đi với tôi, đi là đi với chúng tôi. Xong việc tôi đã đưa ông Minh về lại đây. Thì xe đầu tiên á, thì ông Minh, ông Mẫu và sau này tôi biết là có anh Thể đi kèm cái xe đó. Tôi đi xe sau thì có nhà báo Boris Glass tại Đức và Hà Huy Đỉnh đi cùng, và có một số sinh viên thanh niên nhà báo xin tôi đi, tôi cho bám theo xe luôn. Thì lúc bây giờ là ra đài báo thanh. Sự thật lịch sử đã diễn ra như vậy. Nhưng đáng tiếc đã có những người vì lý do cá nhân hay một lý do nào khác đã cố tình bẻ cong sự thật, làm cho lịch sử dân tộc bị sai lạc. Chúng ta hãy nghe lại những lời nói sai sự thật đó. Lúc này là trước Dinh Độc Lập thì rất vắng và không có người. Sau đó chúng tôi quyết định là trên xe còn 2 viên đạn pháo thì sẽ bắn 1 viên vào trong Dinh Độc Lập. Nhưng rất may là chúng tôi đã bắn viên lần thứ nhất thì viên đạn pháo không nổ. Và lần thứ hai thì là nó cũng không nổ, quyết định là thôi không dùng đạn pháo bắn vào Dinh Độc Lập nữa và dùng xích sắt húc vào cổng Dinh Độc Lập. Và sau khi 3 lần húc vào cổng Dinh Độc Lập thì cánh cửa mới bật ra, và lúc đó là đồng đội của chúng tôi cũng đã đến. Và tôi quyết định là nhảy thoát đi khỏi xe và giao nhiệm vụ cho các đồng chí ở lại là bảo vệ để tôi vào trong Dinh Độc Lập cắm cờ. Chúng tôi có trong tay bức thư viết tay của ông Thái Bá Minh, chiến sĩ trên xe tăng 843 ngày ấy, gửi chính ủy Bùi Tùng ngày 20 tháng 11 năm 1995, khẳng định sự thật. Anh Thận nói bắn đạn mà đạn không nổ là anh Thận nói láo. Hình ảnh tiếp theo đây cho thấy, trong bức ảnh của nhà báo Pháp chụp thì anh Thận cầm cờ chạy vào Dinh Độc Lập từ phía bên trái. Còn hình ảnh dựng lại thì anh Thận cầm cờ chạy vào từ phía bên phải.
hình ảnh về chiếc xe tăng đầu tiên húc đổ cổng Dinh Độc Lập và chiến sĩ xe tăng chạy đi cắm cờ mà lâu nay chúng ta đã rất nhiều lần được xem. Nhưng xin được khẳng định, đó chỉ là hình ảnh đã được những nhà làm phim phục dựng lại sau 30 tháng 4 năm 1975. Xin mời quý vị cùng lắng nghe ý kiến của nhân chứng đã trực tiếp tham gia đánh chiếm Dinh Độc Lập ngày ấy. Xe tăng 390 bắt đầu húc đổ cái cổng chính Dinh Độc Lập, tiến vào sân dinh. Sau đó cái xe tăng 843 mới nó quay lại để mà vào tiếp. Thế thì chúng tôi thì cái lực lượng bộ binh là phối thuộc với lại nữ đoàn xe tăng. Khi mà vào đến nơi cái thì chúng tôi muốn là nên để đánh nên để mà cắm cờ. Đấy, thế thì được các cái nhà báo rồi biệt động thành mới lại dẫn chúng tôi lên. Vừa hay lên đến cái tầng 2 một cái thì gặp luôn chuẩn tướng Nguyễn Hữu Hạnh. Đấy, thì ông ấy bắt đầu đứng ở đấy đón chúng tôi. Sự thực như vậy, nhưng phóng viên chúng tôi gặp đại úy Phạm Xuân Thệ, ông lại cho rằng khi chúng tôi bắt đầu lúc đấy là tôi đi trên chiếc xe mà, thì bắt đầu hành quân lên thì tôi thấy cái xe thứ nhất lao lên khựng lại, thì chiếc xe thứ hai lại tiếp tục lao lên thì bật được cánh cổng ra, vòng vào bên trong thì chiếc xe dép tôi nách lên và lao lên và tôi vòng bên phải. Thì vòng xuống thì mục đích của chúng tôi là trên cái xe này, xe dép của tôi là có cái cờ giải phóng, mục đích nên để cắm cờ thôi. Thế nhưng mà khi bắt đầu xuống một cái, tất cả anh em chúng tôi vùng xuống để vừa bỏ vũ khí, bỏ xe, cầm vũ khí để chạy lên trên Dinh Độc Lập ấy, trên vào trong Dinh Độc Lập ấy, thì chạy lên gặp các phóng viên báo chí, tất cả các thứ quay phim rồi chụp ảnh rất là cứ quay vào chúng tôi. Thì chúng tôi hỏi đường lên để cắm cờ. Thế là chúng tôi vượt lên cái cầu thang, bây giờ các anh thấy là giải thảm đấy, thì tôi lên theo tay trái, tôi lên đến hết bậc cầu thang thì đến cái chiếu nghỉ thì tôi gặp ông này. Ông ra, ông mới nói là tôi là chuẩn tướng Nguyễn Hữu Hạnh, phụ tá cho Tổng thống Dương Văn Minh. Toàn bộ nội các chính quyền ông Minh trong phòng họp mời cấp chỉ huy vào làm việc. Thì lúc này tôi mới biết, và chúng tôi mới biết là nội các Dương Minh còn ở trong Dinh Độc Lập. Thì sau đó ông Nguyễn Hữu Hạnh mới dẫn tôi đi một đoạn dài khoảng độ 10 thước. Thì đến một phòng rất là rộng, thì bắt đầu vào đến cái phòng này. Khi lên đến đây một cái thì bắt đầu bước vào cái cửa cái phòng họp to. Thì ông mới giới thiệu đây là Dương Văn Minh này, chỉ vào người này to cao nói đây là Dương Minh, đây là Vũ Văn Mẫu. Đấy. Thì lúc này sau khi giới thiệu xong một cái thì Dương Minh nói là chúng tôi biết quân giải phóng đã tiến công nội đô, đang chờ quân giải phóng vào để bàn giao. Thì theo một cái phản xạ tự nhiên, anh em chúng tôi lúc bây giờ và tôi nói ngay, tôi nói là các ông đã bị bắt làm tù binh, các ông phải tuyên bố đầu hàng vô điều kiện, không bàn giao gì cả. Để tiếp tục làm rõ sự thật lịch sử, chúng tôi tìm đến Viện Lịch sử Quân sự Việt Nam, đơn vị đã được Bộ Quốc phòng và Tổng cục Chính trị giao nhiệm vụ điều tra nghiên cứu về sự kiện đánh chiếm Dinh Độc Lập ngày 30 tháng 4 năm 1975. Viện này đã từng tổ chức hội thảo chính thức về vấn đề này, đồng thời cũng đã đưa ra những kết luận và xuất bản thành sách Tiến vào Dinh Độc Lập trưa 30 tháng 4 năm 1975. Vào Dinh Độc Lập, đơn vị xe tăng 843 bắt Dương Văn Minh, nội các Sài Gòn, hay là trung đoàn 66 bộ binh do đồng chí Tạm Phạm Văn Đệ chỉ huy bắt Sài Gòn, bắt nội các Dương Minh và tổng thống nội các Dương Minh, thì vấn đề này vẫn còn là vấn đề mà cho đến 30 năm sau chúng ta mới tập trung giải quyết. Thì cái chi tiết đó thì chúng tôi đã công bố trên sách vở, nhưng có thể nói rằng là qua cái cứ liệu, qua lịch sử chúng tôi nghiên cứu thì thấy rằng trung đoàn bộ binh 66 sau khi được xe tăng đại đội 4 của lữ đoàn 303 hỗ trợ vào sân dinh thì các đồng chí đó đã tiến vào và lên trên tầng 2 để bắt nội các Dương Văn Minh và đội khác Văn Minh ở trên tầng 2. Và sau đó tiếp tục là giải Dương Văn Minh và Vũ Văn Mẫu để ra xe sang đài phát thanh để tuyên bố đầu hàng. Tiếp theo cái tư duy lệch lạc này, ông Phạm Xuân Thệ vẫn tiếp tục bao biện cho rằng mình là người chỉ huy việc bắt giữ và đưa Tổng thống Dương Văn Minh cùng nội các ra đài phát thanh để tuyên bố đầu hàng. Bắt đầu chúng tôi đến Dinh Độc Lập được khoảng độ 2 đến 30 phút. Đến đài phát thanh. Chúng tôi đang cùng nhau để soạn thảo cái lời tuyên bố hàng.
Thì anh Bùi Tùng mới đến đứng trước mặt tôi hỏi anh là ai. Tôi mới nói là tôi là Phạm Xuân Thệ, đoàn phó đoàn Đông Sơn. Anh Bùi Tùng mới nói là tôi là Bùi Tùng, chính ủy của đoàn 203. Bây giờ chúng tôi mới biết anh Bùi Tùng, Bùi Tùng biết tôi. Ông Thệ còn tuyên bố trên báo ảnh Việt Nam nhân kỷ niệm ngày 30 tháng 4 năm 2005 rằng chính ông là người đưa Tổng thống Dương Văn Minh ra đài phát thanh và viết lời tuyên bố đầu hàng. Nhưng do chữ ông Thệ xấu nên Tổng thống Dương Văn Minh phải chép lại. Ông Thệ còn ký xác nhận những điều ông trả lời báo ảnh Thông tấn xã Việt Nam là đúng. Như vậy, rõ ràng đã có một luồng ý kiến khác so với sự thật về những gì xảy ra tại Dinh Độc Lập và đài phát thanh trưa 30 tháng 4 năm 1975 mà chúng tôi đã đưa ra ở đầu phim. Điều đó khiến đoàn làm phim buộc phải đi tìm chứng cứ chân thực của lịch sử. Chúng tôi đã gặp gỡ nhiều nhân chứng, nhiều nhà nghiên cứu để tìm hiểu về vấn đề này. Đặc biệt, chúng tôi đã nhận được chỉ đạo của đồng chí Võ Văn Kiệt. Xung quanh cái vấn đề này đó, thì tôi có một lời khuyên thôi. Nếu các đồng chí chịu khó và tìm hiểu ngóc ngách các vấn đề này thì sẽ đánh giá một cách thật công bằng. Cái vấn đề là mấu chốt đó. Nếu các đồng chí không chịu nghe mà hội thảo như vừa rồi tôi theo dõi, hội thảo thì hội thảo để đi đến cái gì? Đi đến một cái kết luận công bằng. Dạ. Thì trước khi đó là anh phải làm rất kỹ. Bây giờ còn đây. Đấy. Triệu Quốc Mạnh này khác là còn Nguyễn Hữu Hạnh là còn đấy. Thì cái đó cũng là một nhân chứng mà người ta có thể hết sức khách quan đó này. Đấy. Ở lịch sử là phải rất công bằng. À, nó đến sớm hay là nó có một cái gì đó nó thành ra một cái sự cản trở thì cuối cùng rồi lịch sử là sự thực, lịch sử là rất công bằng. Đúng vậy, lịch sử là sự thật, lịch sử phải rất công bằng. Đó là lý do đoàn làm phim chúng tôi được gặp mặt các đồng chí làm sử của Viện Lịch sử Quân sự Việt Nam trong hội thảo khoa học ngày 12 tháng 6 năm 2007 để đính chính lại sự thật về câu chuyện ngày 30 tháng 4 năm 1975 mà Viện đã kết luận trong cuốn sách Tiến vào Dinh Độc Lập. Với khoảng thời gian dài nghiên cứu, tìm kiếm, chúng tôi đã đưa ra nhiều tài liệu và nhân chứng cho thấy cuốn sách của Viện Lịch sử biên soạn là không chính xác. Các ông chỉ là kết luận thôi. Các ông chỉ kết luận, các ông chỉ thông báo là đăng trên báo chí thôi. Chúng ta thông báo đăng lên báo chí mà. Thậm chí có những cái bài này thực anh ấy. Hôm nay tôi nghe, tôi thấy chỗ anh Thệ thì thế này có thể do lỗi của báo chí. Thì anh bảo là anh Thệ anh vô anh viết xong rồi là bắt ông Minh chép lại. Hôm nay tôi báo này, bảo ông Minh chép lại, bảo là chữ của ông xấu quá tôi đọc được. Thế thì như vậy là đâu có chép lại không? Ông Minh đâu chép lại. Ông Minh làm sao ông tổng thống không chép lại được? Đấy là như thế. Cho nên tôi thấy là, hoặc là có những cái như là trong này tôi thấy là tôi đề nghị các anh xem lại hoàn toàn. Cái này anh có thể nói những sự được, tức là không phải nhớ được. Cái này là anh ghi ra đây là in italic nghiêng rồi. Cái này là phải bán chính thức, cái bản tuyên bố đầu hàng mà đọc trên đài á, phải chính thức chứ. Bây giờ tôi nói rõ ràng là người ta kêu gọi là quân đội hạ vũ khí và đầu hàng. Còn các chính quyền, hệ thống chính quyền thì giải tán. Chứ đâu phải là chính quyền và quân đội là phải đầu hàng hay gì đâu. Cho nên là mình nghĩ là nó phải chính xác. Chứ không thể nói rằng, còn khi nào anh hỏi bảo đại khái thế này được. Chứ còn đây anh sách thế này không được. Sự thật không thể che giấu. Bất ngờ mới đây, chúng tôi tìm được những hình ảnh quân giải phóng áp giải Tổng thống Dương Văn Minh và nội các ra đài phát thanh để tuyên bố đầu hàng. Ta thấy rõ, đại úy Thệ đi bên trái Tổng thống Dương Văn Minh. Đồng thời, chính ủy Bùi Tùng, người cao lớn, đi ngay bên tay phải Tổng thống Dương Văn Minh. Khoảng cách này chính xác chỉ 5 bước chân. Vậy, như đã đưa ở trước, ông Thệ nói rằng chính ủy Bùi Tùng không có mặt ở Dinh. Và 30 phút sau, ông mới gặp chính ủy Tùng tại đài phát thanh. Là ông Thệ nói không chính xác. Về sự thật này, ông Nguyễn Hữu Thái, Chủ tịch Hội Sinh viên Sài Gòn Gia Định, khẳng định. Đây chính là cái bàn mà trưa ngày 30 tháng 4 năm 75, tôi đã giới thiệu lời đầu hàng của tướng Dương Văn Minh và lời chấp nhận đầu hàng của chính ủy Bùi Tùng. Nhà báo Kỳ Nhân,
lúc đó là phóng viên ảnh của hãng AP tại Sài Gòn. Ông là tác giả của bức ảnh lịch sử ghi lại khoảnh khắc Dương Văn Minh ghi âm lời đầu hàng quân giải phóng. Nhà báo Kỳ Nhân cho biết. Từ Dinh Độc Lập, tôi chạy cái xe từ Dinh Độc Lập, hồi đó gọi là Dinh Độc Lập, bây giờ nó là Hội trường Thống Nhất, qua đài phát thanh ở Nguyễn Bình Khiêm đây, thì là có ông Bùi Tùng đi và một đoàn đi theo là cả quân đội, có mấy anh gọi là bộ đội đó, cùng đi với tôi. Đó, thì tới đây thì trong lúc đó thì cái chuyện mà tôi biết là anh Bùi Tùng tới lúc đó, có anh Thệ cũng tới trong lúc đó. Đó, phải nói rõ ràng như vậy. Bắt đầu chúng tôi đến Dinh Độc Lập được khoảng độ 2 đến 30 phút. Đến đài phát thanh. Chúng tôi đang cùng nhau để soạn thảo cái lời tuyên bố hàng. Thì anh Bùi Tùng mới đến đứng trước mặt tôi hỏi, anh là ai? Tôi mới nói là tôi là Phạm Xuân Thệ, đoàn phó đoàn Đông Sơn. Anh Bùi Tùng mới nói là tôi là Bùi Tùng, chính ủy của đoàn 203. Bây giờ chúng tôi mới biết anh Bùi Tùng, Bùi Tùng biết tôi. Theo ông thì cái văn bản mà ông Minh đọc đầu hàng đó là từ đâu? Văn bản mà ông Minh đọc cái lời đầu hàng đó? Thì là của anh Tùng viết ra. Thế đâu có ai, lúc đó thì chỉ có, tôi thấy có một mình anh Tùng là người cao lớn mà người chỉ huy ở đó thôi. Thì ngoài anh Tùng ra là có anh Thệ, là có cái cấp bậc mà tôi cũng thấy không có đeo gì hết. Nhưng mà tôi thấy cao lớn con, nhưng mà trong lúc đó là thấy tôi nhận diện, tôi biết. Mà hồi đó chính tôi cũng không biết ông Võ Văn Kiệt là ai. Tôi cứ tưởng là cái ông Bùi Tùng này là ông Võ Văn Kiệt vì tướng to lớn. Như vậy, ngoài Galat, chỉ có nhà báo Kỳ Nhân có mặt ở đó. Khoảnh khắc lịch sử tại đài phát thanh trong tấm ảnh này, sau này được chính ủy Bùi Tùng kể lại cũng hoàn toàn hợp lý. Một thoáng nghĩ rằng đầu tôi thì là tôi nghĩ rằng là nếu để ông Minh ông tự do nó trên đài thì là ông là mời quân giải phóng, chính phủ cách mạng vào bằng dao thì chết mình. Và tôi quay sang ông Minh tôi nói rằng là anh tuyên bố đầu hàng không điều kiện, phải theo những điều kiện của chúng tôi. Ông Minh nói rằng là ông muốn điều kiện gì thì ông ghi ra. Cái sẵn cặp xanh nhạt ở trên bàn, tôi lấy một tờ và tôi lấy bút ra rồi, nhưng mà tôi cũng chưa nghĩ ra điều kiện thế nào. Nhưng vài phút suy nghĩ thì tái ra vấn đề nó dễ ồn, có khó gì đâu. Cách mạng chỉ có 2 vấn đề cơ bản: quân đội và chính quyền. Thế là tôi thảo ra cho ông Minh, thảo vài phút rồi thảo xong, chữ rất rõ ràng, tôi đưa cho ông Minh. Ông Minh ông cầm ông xem, ông suy nghĩ và ông quay qua tôi, ông nói rằng là đề nghị ông bảo cho tôi 2 vị tổng thống. Tôi nói rằng là anh đứng cương vị nào để anh kêu gọi được quân đội anh là đầu hàng, và anh đứng cương vị gì thì anh mới giải tán được chính quyền này. Sự thật thì như vậy, nhưng ông Phạm Xuân Thệ vẫn ngang nhiên phát biểu với Thông tấn xã Việt Nam, khăng khăng nhận công lao của người khác. Tôi rất Dương Văn Minh với Vũ Văn Mẫu đi lên cái phòng báo âm của đài phát thanh này. Đấy. Đấy, để là ngồi dứt ghi lời tuyên bố đầu hàng. Thì chỉ viết cái lời tuyên bố đầu hàng nguyên văn là như này: là tôi, đại tướng Dương Văn Minh, tổng thống chính quyền Sài Gòn, xin tuyên bố đầu hàng vô điều kiện. Trước sức mạnh quân giải phóng miền Nam Việt Nam, tôi kêu gọi dân từ trung ương đến địa phương, chính quyền từ trung ương đến địa phương bỏ vũ khí, trao lại cho chính phủ cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam, trao lại cho chính phủ lâm thời cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam. Thế xong nguyên văn như thế tôi đưa cho Dương Văn Minh đọc thì Dương Văn Minh không đọc được. Dương Văn Minh của cấp chính cấp chỉ huy viết tôi không đọc được, để cấp chỉ huy là đã đọc lại để cho tôi viết. Thế thì Dương Văn Minh lấy cái bút với lấy giấy ra, cái bút của giờ trong túi áo Dương Văn Minh ra một cái giấy ở cái phòng báo âm đây này, tôi ngồi viết. Thì tôi mới đọc là tôi đại tướng Dương Văn Minh, tổng thống chính quyền Sài Gòn, thì đến chữ đại chữ tổng thống với ông ta
Ông ta bảo là tôi chỉ là đại tướng thôi chứ tôi không là tổng thống. Nhưng bọn tôi không nghe. Và tôi bảo ông dù cho xong ông ấy nói, ông Minh nói thế này là vì ông hứa không bỏ chạy cho nên tôi phải lấy đảm trách. Thế nên là ông ấy chỉ là đại tướng thôi chứ không là tổng thống. Thì chúng tôi nói là dù ông đảm trách một ngày hay một giờ cũng phải là một tổng thống. Thì sau đó là ông ta đồng ý đọc chép nguyên văn như thế. Đọc chép nguyên văn những cái lời dùng lô hàng này rồi xong rồi chúng tôi lại bắt đầu đọc lại để cho nghe xem có đúng không. Đúng rồi thì bắt đầu dùng cái máy ghi âm để ghi. Chúng tôi là dùng cái máy ghi âm để ghi chứ không đọc trực tiếp vào cái micro này. Đấy. Chứng tỏ là lúc ấy mà tại sao lại anh lại giỏi như thế được. Ngay từ đầu là anh là tuyên bố một câu này là nổi tiếng mà. Cách đây gần 30 năm tôi vẫn nhớ câu này. Ta giới thiệu với tôi là nhà báo Tín Đức cho tôi. Bởi vì khi ở Dinh Độc Lập ta hỏi tôi là cấp bậc gì tôi là đại úy mà. Thế ông ấy giới thiệu người đó chính Việt Xó này. Xó là nhà báo Tín Đức này. Thế sau ghi âm xong rồi thì nguyên văn cái lời chung bố đồ hàng của Dương Minh rồi thì chúng tôi mới bàn là thay mặt quân giải phóng để chấp nhận cái lời chung bố đồ hàng. Thì lúc này là chúng tôi bàn là giao cho ông Tùng, đề nghị ông Tùng. Khi nghe Trung tướng Phạm Xuân Thệ trả lời phỏng vấn nói về nhà báo Đức, tác giả của cuốn sách có nhắc đến chính ủy Bùi Tùng, nhưng hình như ông Thệ không đọc. Trong cuốn sách, ít nhất có 3 lần nhà báo người Đức nhờ Hà Huy Đỉnh dịch hộ vì không biết tiếng Việt. Còn khi nói chuyện với chính ủy Bùi Tùng, anh ta dùng tiếng Pháp. Galach kể, anh ta chỉ một anh bộ đội nào đó, hét vào tôi, hét đi hét lại điều gì đó mà tôi không hiểu. Hà Huy Đỉnh giải thích cho tôi là mở cửa ra ban công. Tôi mở cánh cửa kính ra vào. Anh ta lướt qua tôi, kéo cờ lên và vẫy đi vẫy lại. Một lần khác, họ cũng là bộ đội, trông thấy phù hiệu báo chí Đức trên áo sơ mi của tôi và tưởng tôi là nhà báo Đông Đức. Họ đã nói chuyện với tôi về các mắc. Bạn tôi là Hà Huy Đình đã giải thích cho họ rằng tôi là nhà báo Tây Đức. Mặt họ sầm xuống, nhìn tôi có vẻ e dè. Một lần khác là chính ủy Bùi Văn Tùng đã nói những gì với tôi mà tôi không hiểu. Hà Huy Đình dịch lại. Như vậy, chắc quý vị biết ai nói đúng và ai cố ý nói sai trong việc này rồi. Theo ông Thệ thì Tổng thống Dương Văn Minh vì chê chữ ông Thệ xấu nên ngồi chép lại lời tuyên bố đầu hàng mà ông Thệ soạn. Điều này chắc chỉ diễn ra trong suy nghĩ của ông Thệ mà thôi. Xin nhớ rằng, ngay sau khi đã ghi âm tới 3 lần xong, chính Tổng thống Minh đã ngồi nghe một cách cẩn trọng rồi mới cho phát lên sóng phát thanh. Vậy, bản thảo viết tay của ông Thệ đâu? Bản chép lại của Đại tướng Minh đâu? Lịch sử tại sao chỉ ghi nhận duy nhất bút tích của chính ủy Tùng, nội dung trùng khớp hoàn toàn với nội dung tiếng nói của Tổng thống Dương Văn Minh phát đi trên đài phát thanh? Này, xin mời ông Thệ nghe lại những gì đã diễn ra trong ngày 30 tháng 4 năm 1975 ở Đài Phát Thanh với người dẫn chương trình bất đắc dĩ Nguyễn Hữu Thái. Chúng tôi xin giới thiệu lời nói chuyện mà chúng tôi thân thân của Đại tướng Dương Văn Minh và Đại tướng đã nói lên tiếng nói đầu hàng quân đội giải phóng của chúng ta. Đại tướng Dương Văn Minh, Tổng thống chính quyền Sài Gòn kêu gọi quân lực Việt Nam Cộng Hòa hạ vũ khí đầu hàng không điều kiện quân giải phóng miền Nam Việt Nam. Tôi tuyên bố chính quyền Sài Gòn từ Trung ương đến địa phương phải giải tán hoàn toàn từ Trung ương đến địa phương, trao lại cho chính phủ cách mạng lâm thời miền Nam Việt Nam. Chúng tôi đại diện lực lượng quân giải phóng miền Nam Việt Nam long trọng tuyên bố thành phố Sài Gòn đã được giải phóng hoàn toàn, chấp nhận sự đầu hàng không điều kiện của tướng Dương Văn Minh, Tổng thống chính quyền Sài Gòn. Khẳng định sự kiện này, các nhân chứng có mặt từ Dinh Độc Lập đến Đài Phát Thanh thời khắc đó đã tường thuật lại. Khi tới Đài Phát Thanh thì anh em sinh viên của chúng tôi đưa ông lên chúng tôi lên đài, cái phòng khách của Đài Phát Thanh đó. Thì hồi nó chỉ có 2 phòng, cái hội Đài Phát Thanh nó nhỏ thôi, không lớn, một cái villa của Pháp mà. Thì đưa lên phòng khách. Phòng khách thì hồi đó cũng tan hoang rồi, không còn cái gì nữa, chỉ còn vài cái tập giấy rồi trên bàn đó. Thì trong phòng hồi đó tôi nhớ là có ông Bùi Tùng, có ông Tổng thống Dương Văn Minh, có ông Vũ Văn Mẫu và có những người, và bên phía sinh viên thì có mình tôi ở đó. Đó. Thì chúng tôi thấy là cái chủ động là ông Bùi Văn Tùng lại. Vì ông Bùi Văn Tùng, cái ý chính của ông nói ra là để ông Dương Văn Minh nói lời đầu hàng.
Nhưng mà sau này ông Tùng có nói lại là ông rất là băn khoăn về cái chuyện là phải nói như thế nào, chứ không nên để cho ông Dương Văn Minh phát biểu trực tiếp. Thì như vậy sao tôi mới hiểu ra là chính ông Bùi Văn Tùng ông chuẩn bị trên giấy tờ, ông làm sao viết ra cái lời văn vừa ngắn vừa gọn mà nói lên được cái lời đầu hàng của ông Dương Văn Minh. Và ông cũng nghĩ thêm nữa là sau cái lời đầu hàng Dương Minh phải có thêm cái lời chấp nhận đầu hàng của ông Dương Minh giải phóng. Vì hồi thật ra hồi 9 giờ đó cũng đã có một cái lời phát biểu của ông Dương Văn Minh rồi. Thì mà hồi đó là tính kêu gọi bên phía cách mạng tới để bàn giao chính quyền thôi. Nhưng mà lần này là có đại diện của lực lượng giải phóng. Đó. Thì có lẽ tôi thấy ông Bùi Văn Tùng ổng có vẻ suy nghĩ lâu. Ổng cầm một cái tập giấy đó mà ổng ngồi có vẻ ổng suy nghĩ gần như cả 50 phút lận. Thì sau này ổng mới nói lại là cái đó rất là căng trong đầu ổng. Lần đầu tiên ổng đối diện một cái trường hợp phải giải quyết là viết một cái lời đầu hàng cho một ông gần như tổng tư lệnh cũng như tổng thống của miền Nam, chứ là đâu có nhỏ, là ông Dương Văn Minh. Và nội dung là cái gì đây? Nhưng mà ông nói cuối cùng là ông mới nghĩ ra cái vấn đề là chính quyền và quân đội. Thì ông thảo ngay, tôi thấy ông thảo rất nhanh. Đó, rồi ông đưa cho ông Dương Văn Minh đọc, nhưng mà có vẻ là ông Dương Văn Minh ông không quen đọc mấy cái bản thảo kiểu này. Ông đọc lên, đọc đi đọc lại, nghĩa là ông chỉ có chú ý cái câu đầu tiên là tổng thống và chữ đại tướng. Thì ông Dương Văn Minh ông chỉ yêu cầu ông Bùi Văn Tùng là thôi anh cho tôi nói cái chữ đại tướng thì dân miền Nam người ta quen hơn và người ta không ghét. Chứ hồi xưa anh lay đầu là Ngô Đình Diệm, Nguyễn Văn Thiệu để xưng tổng thống mà dân miền Nam họ không ưa, thành cho dùng cái chữ tôi đại tướng Dương Văn Minh. Thì ông Bùi Văn Tùng ổng không đồng ý. Ông nói bây giờ dẫu sao anh cũng lên làm tổng thống mấy ngày rồi, thì bây giờ anh phải vừa nhân danh đại tướng vừa nhân danh tổng thống để cho bên phía dân sự cũng như phía quân sự người ta nghe lệnh anh. Thì ông Dương Văn Minh ổng thấy có lý, thì ổng mới ngồi ổng lẩm nhẩm đọc, và từ đó rồi ông Galas vào mới đem cái máy cassette tới để thu âm. Thì lúc bây giờ là ông tổng thống Dương Văn Minh, thủ tướng Vũ Văn Mẫu cùng với một anh chính ủy bộ đội sang là để mà làm việc. Tôi và anh Quỳnh Ngọc Rân đứng ở bên cạnh anh chính ủy. Thì tôi thấy anh cầm cái rút cây viết ra, anh lại hoài anh viết rồi xóa, anh có vẻ ngờ ngừ lắm. Viết xong rồi đó, anh mới đưa cho ông Dương Văn Minh tờ giấy, ông mới nói anh cứ đọc tờ giấy này đi, có cái gì sửa đổi thì anh nói tôi sửa lại. Ông Minh đọc xong thì ông nói rằng tôi đồng ý hết cái bản này, nhưng mà có một điều tôi xin sửa lại là thay vì tổng thống tôi xin sửa lại là đại tướng. Ông chính ủy khi ông không đồng ý, ông nói rằng là anh đã làm tổng thống là 40 tiếng đồng hồ rồi, thì thế thì anh không có lý do gì mà nói xưng là đại tướng được cả. Thế thì ông Minh lúc bây giờ là đồng ý, tôi là Quỳnh Văn Tòng, không có lý do gì để nói dối, mà không, tôi không có quyền lợi gì trong này cả. Thì mong muốn của tôi là làm sao sau này cho các em nó biết được sự thật của cái thời kỳ lịch sử như vậy. Một tư liệu quan trọng mà chúng tôi muốn gửi đến quý vị là đoạn băng mà nhà báo Galas đã trả lời phỏng vấn báo Tấm Gương của Tây Đức ngay tại Dinh Độc Lập sau khi ông trở về từ đài phát thanh vào trưa 30 tháng 4 năm 1975. In front of the palace, the commissioner Tang realized that I had a tape recorder, and just to be on the safe side, we were carried to the radio station. After 5 or 10 minutes, Commissioner Tang had finished drafting the declaration that President Big Minh was to read over radio, and he handed over the paper to General Big Minh. General Big Minh read it
and then disagreed with the opening statement, which was supposed to read like, I, Duong Van Minh, president of the Saigon administration. Big Minh objected to this text and proposed that he would rather read, as he had been president, so-called president, not even really constitutional president, he would rather have it like, I, General Minh, ask the forces to lay down their arms and surrender. And that was the text they That was the decided. Text he wanted to have. But Commissioner Tung, after some words with Commandant Te, who still had his K-55 in his hands to make sure that nobody escaped, after he had had some words with Commandant Te, decided on a compromise formula, which again was not very satisfying for Big Minh, and you could see who really dictated. It was not a negotiating, it was just a dictating of a formula which ultimately read, I, General Duong Van Minh, President of the Saigon Administration. Cuốn sách Thành phố Hồ Chí Minh thời khắc số 0 của Galach được xuất bản ngay năm 1975 tại Cộng hòa Liên bang Đức. Đây là một tư liệu vô cùng quý giá về sự thật khách quan. Tường thuật sự kiện tại đài phát thanh, Galach viết: Chúng tôi ngồi bất động một lát, mẫu quạt khuôn mặt ông bằng một quyển sách. Minh và Tùng ngồi trên hai chiếc ghế và tôi ngồi giữa họ tại một chiếc bàn nhỏ trong lúc Tùng thảo văn kiện đầu hàng trên một mảnh giấy màu xanh. Đoạn khác lại viết: Chính ủy Tùng hướng dẫn rất rõ ràng cho tôi những việc tôi phải làm. Minh cần phải đọc lại bản tuyên bố vào máy ghi âm của tôi. Việc này được lặp lại 3 lần. Đây chính là chiếc máy ghi âm mà nhà báo Galach đã sử dụng ghi âm lời tuyên bố đầu hàng của Tổng thống Dương Văn Minh trong buổi trưa 30 tháng 4 lịch sử, nay được tặng cho gia đình chính ủy Bùi Tùng. Tôi, báo tướng Dương Văn Minh, Tổng thống chính quyền Sài Gòn, kêu gọi quân lực Việt Nam Cộng Hòa hạ vũ khí đầu hàng không điều kiện quân giải phóng miền Nam Việt Nam. Tôi tuyên bố chính quyền Sài Gòn từ Trung ương đến địa phương phải giải tán hoàn toàn từ Trung ương đến địa phương, trao lại cho chính phủ cách mạng lâm thời miền Nam Việt Nam. Chúng tôi đại diện lực lượng quân giải phóng miền Nam Việt Nam long trọng tuyên bố thành phố Sài Gòn đã được giải phóng hoàn toàn, chấp nhận sự đầu hàng không điều kiện của tướng Dương Văn Minh, Tổng thống chính quyền Sài Gòn. Chúng ta cùng so sánh sự khác nhau giữa hai bản tuyên bố đầu hàng của Tổng thống Dương Văn Minh. Bản tuyên bố đầu hàng ông Thệ trả lời Thông tấn xã Việt Nam khác xa so với những gì tướng Minh đã đọc trên đài phát thanh Sài Gòn. Sự khác nhau đó đã được gạch chân trên màn hình. Mời quý vị cùng theo dõi. Tôi, báo tướng Dương Văn Minh, Tổng thống chính quyền Sài Gòn, kêu gọi quân lực Việt Nam Cộng Hòa hạ vũ khí đầu hàng không điều kiện quân giải phóng miền Nam Việt Nam. Tôi tuyên bố chính quyền Sài Gòn từ Trung ương đến địa phương phải giải tán hoàn toàn từ Trung ương đến địa phương, trao lại cho chính phủ cách mạng lâm thời miền Nam Việt Nam. May mắn thay, khi có trong tay cuốn băng ghi âm của Nguyễn Nhã, đoàn làm phim chúng tôi đã tìm ra mấu chốt về một sự thật lịch sử đã bị người có chức quyền tráo đổi. Trong lúc sơ tán, Nguyễn Nhã đã bật đài cassette ghi âm lại toàn bộ chương trình tại đài phát thanh trưa 30 tháng 4 năm 1975. Cuốn băng này hoàn toàn trùng khớp với nội dung trong bản thảo viết tay của chính ủy Tùng và khác xa với lời kể của ông Thệ. Khi mà anh Việt Tùng, anh đến với tôi và yêu cầu là cho anh sử dụng cái băng này. Và tôi nghĩ rằng là một người nghiên cứu lịch sử thì đến lúc mà người ta có thể sử dụng được. Và tôi đồng ý ngay. Và tôi không ngờ là cái cuốn băng này, hơn 20 phút này đó, thì anh Việt Tùng đó, anh ấy đã sử dụng. Và từ đó đó thì đã phổ biến khắp nơi. Và sau này thì tôi rất là vui là như vậy, tôi đã làm tròn một người nghiên cứu lịch sử. Nghệ sĩ ưu tú, đạo diễn Phạm Việt Tùng,
Một người theo đuổi sự kiện này đã gần 40 năm luôn quyết liệt trong việc tìm ra sự thật. Bằng kỹ năng làm nghề của mình, ông đã có được trong tay cuốn băng mà ông Thệ phát biểu với báo chí. Cụ thể hơn là ông Thệ trả lời báo ảnh của Thông tấn xã Việt Nam. Sự thật vỡ lẽ. Chúng tôi mâu thuẫn với lịch sử quân sự về vấn đề cái khẳng định đó. Nó không khách quan. Thì chúng tôi sẽ nói những cái không khách quan. Nhưng mà nói về cái thứ hai ấy, thì khẳng định rằng anh Thệ, anh Phủi, anh Bùi Tùng ở Dinh Độc Lập mà trong đây là các anh hư thì có mặt. Có mặt thì tại sao thì còn gì là quyền lực của ông của đại úy? Ông trung tá cơ mà. Tại sao ông lại phủi ông trung tá được? Mà ông có mặt, khi đã có mặt ở Dinh Độc Lập có nghĩa là anh Thệ nó có nói cái thứ nhất không đúng. Là anh Bùi Tùng đến cái thì trật tự, quyển sách này nó nói rất rõ. Khi anh đến là cuộc cái tất cả cái sự ổn định trật tự vì ông có quá to mà. Cái thứ hai anh không tin ông Hữu Hạnh chứ. Tất nhiên anh có phần tin theo như ông Võ Văn Kiệt nói. Thì phải tìm cái người mà họ không liên quan gì cuộc chiến mà họ khách quan hơn. Thì chúng tôi tìm thấy cái ông Nguyễn Hữu Hạnh chứ chúng tôi cũng chả biết ông Hữu Hạnh. Thân gì ông Hữu Hạnh. Tô Văn Cang là người của ông đấy chứ. Đã có dấu của cục tình báo của quân đội mình đấy chứ. Thì nhà ông phản đối nó là ông khẳng định ông Bùi Tùng có mặt ở Dinh Độc Lập. À, phải không ạ? Thế thì ta bây giờ ta vứt những cái người nhân chứng này. Đấy, ta nói thẳng vào cái người của mình, quân đội của mình công nhận. Mà bây giờ ông thì bảo tôi không công nhận thì cũng không được. Bên quân đội ấy cũng có nói với tôi là anh Toàn ấy, anh mà đến anh chỉ có nhiệm vụ ở sân thôi, anh không được vào dinh. Thế tại sao anh chấp nhận anh Thận vào để treo cờ mà anh lại không chấp nhận anh Toàn vào dinh? Cái cứ gì mà anh Toàn là chính trị viên đại đội, tức là chính trị lúc đó là quan trọng, phải không ạ? Anh không cho vào à? Tại sao chúng ta lại quyết định ở trong cái chỗ chúng mình đây này, là tuổi của chúng mình phủi cái thế hệ trước, phủi cái cuộc chiến thực của nó là anh Toàn vào. Thì bây giờ chúng ta phải tìm ra ai là người bắt Dương Văn Minh. Còn ông là người quyền lực lúc đó, ông là đại úy. Ông báo cáo, ông là đại úy, thì ông Toàn ông biết đại úy, thì ông cứ chuyện đó lại là một chuyện khác. Nhưng công việc chưa xảy ra, chưa giải quyết được vấn đề gì thì ông Bùi Tùng tới. Nhưng ông Bùi Tùng, chúng ta đây là ta nói Bùi Tùng, ta túm Bùi Tùng để nói Bùi Tùng thôi. Nhưng sự thực là còn ông Tất Tài cơ mà. Ông là lữ đoàn trưởng đấy, của lữ đoàn đó, chứ không phải là ông Bùi Tùng. Chúng ta cứ túm ông Bùi Tùng mãi. Thế là cái đó chúng ta đi lệch mà thiếu khách quan. Thế từ tôi nghĩ rằng Cục Tuyên huấn Chính trị, chúng tôi sẽ cung cấp thư thực của ông Tất Tài. Ông nói rằng là cái việc mà họp của các anh ấy, ở cái quân đoàn ấy, mà đưa anh Thệ lên trên ấy, như là chỉ huy trận đánh. Đây có ý đồ, trước khi anh chết, anh để lại cái thư mà chúng tôi có, mà thư bưu điện, đóng dấu, chúng tôi lại phải để như thế. Còn tôi lại nhân đây tôi nói luôn, tôi có cái thư của một người pháo thủ số 1, mà trong quyển sách của anh nói rằng là xe 843 bắn cháy ấy, thì sự thực người ta nói là người ta có bắn đâu, em không bắn phát nào. Mà anh Thận nói em bắn 2 phát vào Dinh Độc Lập mà không nổ là anh Thận nói láo. Vấn đề thảo bản đầu hàng Dương Văn Minh thì chúng ta phải nói thật. Ông Thệ sờ vào bút đúng không? Mà ôi giời, anh bảo cầm cái giấy nghe có vẻ logic lắm. Nhưng mà không phải thế. Không phải thế. Thực ra nói tất cả các nhân chứng chúng ta còn qua mặt. Phải không nào? Kể cả cái lát luôn người nước ngoài nó chả yêu ghét gì ông Bùi Tùng với ông Thệ cả. Nó viết nó chết đã 27 năm rồi. Thì nó cũng chả yêu ghét gì đâu. Để anh cứ suy nghĩ xem, chúng ta lên bàn lại những cái chuyện đó. Thế thì, thôi, bây giờ tôi bảo ông Thệ là người thảo như anh nói. Tôi cũng đồng ý. Nhưng mà tại sao thảo nguyên văn thế này? Mà lại bây giờ tiếng của ông Dương Văn Minh lại không vào cái nội dung của ông mà ông bảo, tôi cứ thảo thì không được. Chúng ta phải người lớn chứ. Có phải không? Tôi xin chiếu lại ngay tất cả cái đó. Mà về lịch sử quân sự, có một điểm này tôi thấy chưa được. Ở chỗ là, Dương Văn Minh ấy, hàng 9:30 giờ Sài Gòn, tức là 8:30 giờ Hà Nội, đã xin hàng rồi, kể cả tiếng Hữu Hạnh, các anh không đưa vào lịch sử ấy chứ, thì mai kia lại tiếp tục làm lại một lần nữa. Cái sự thực như thế, người ta hàng rồi, cho nên là ông Tô Văn Cang này, ông mới nói là anh canh phải đối xử như một hàng binh. Người ta đã viết rồi, tại vì các anh đi trên xe tăng không nghe người ta thông báo, người ta xin hàng rồi, thì anh phải đối xử thế. Có ông lại muốn túm, muốn bắt, muốn xích, ông đeo kính ấy. Thì sau này chúng ta mới biết ông Cang chứ. Sau này lại có chuyện ông Minh ông đến cảm ơn ông Cang đấy chứ. Đấy, thì tao muốn nói là muốn nói gì nói, cái ông nói không phải nói được xong rồi là coi như thắng, không phải. Chúng ta không phải thắng, chúng ta phải biết giải quyết sự thật của lịch sử của chúng ta như thế nào. Anh Thệ, anh Thảo nguyên văn thế này,
anh nói là trước sức mạnh quân giải phóng, nhưng mà nội dung cơ bản ấy của ông Bùi Tùng và cái của ông Dương Văn Minh ấy, thì không phải một tí nào với nội dung của ông. Trước sức mạnh quân giải phóng, quân đội chính quyền thì hạ vũ khí, chính quyền là vũ khí. Bùi Tùng nói là quân đội thì hạ vũ khí, chính quyền thì phải giải tán hoàn toàn. Cái đó nó là từ chữ đúng chứ. Tôi chỉ muốn nói cuối cùng, tôi chỉ muốn là tất cả mọi người nên xem lại băng tiếng nói của anh Thệ, anh chỉ huy anh Tùng như thế nào. Chúng tôi với bàn là thay mặt quân giải phóng để chấp nhận cái lời tuyên bố đầu hàng. Thì lúc này là chúng tôi bàn là giao cho ông Tùng, đề nghị ông Tùng. Tức là ông là trung tá, tôi mới đại úy thôi mà. Vâng. Ông Tùng là chính ủy và trung tá là chính ủy của lữ đoàn. Thì thay mặt quân giải phóng để chấp nhận lời đầu hàng. Vâng. Thì ông Tùng mới lại đọc vào sau cái lời tuyên bố đầu hàng Dương Minh là vâng. Tôi Bùi Tùng thay mặt quân giải phóng miền Nam Việt Nam chấp nhận lời tuyên bố đầu hàng của Tổng thống Dương Minh. Thế xong rồi thì bắt đầu ghi âm xong rồi thì bắt đầu nhân viên đài phát thanh lúc bây giờ mới về. Thì chúng tôi yêu cầu là các anh các chị mở máy và làm việc theo đúng như khi chúng tôi chưa vặn. Thế thì bắt đầu các anh mở máy là tất cả hệ thống làm việc là các anh nói là đã làm việc được rồi thì là chúng tôi bắt đầu dùng cái cuốn băng này và bắt đầu bấm lên để phát trên sóng của đài phát thanh Sài Gòn. Tôi nói bây giờ ông Tân Xuân Xã, các em hình như là xúc động mà viết nói viết về ông Bùi ông Thệ này, nhưng sự thực không phải thế. Thế ông nó bảo em là người rất cẩn trọng cho nên em thu cả băng kia nhỉ, nó khoe rằng nó lộ băng với tôi chứ, thì bây giờ tôi mới có tiếng của ông Thệ thật chứ. Tiếng ông Thệ nói rất rõ là chúng tôi thảo nguyên văn, chúng tôi thảo thế này, tức là cái bản vừa xong ấy, là ông thảo ông nói như thế. Nhưng mà đến khi tôi về tôi tìm, tôi bảo là tại sao nó nội dung với cái tiếng của ông Dương Văn Minh lại không phải. Thế tôi mới bắt đầu tôi bảo tôi cũng điện nó Dương Trung Quốc thật, tôi bảo tại sao như thế mẹ. Thế xong rồi có gì đâu, ông bảo ông thảo nhưng mà bây giờ nội dung nó không phải nội dung ấy, mà cứ của tôi thì không được. Thế là tôi coi xong, cho đến bây giờ tất cả cái lát rồi, tất cả người bàn tôi không bàn, tôi coi như hỏng hết vứt. Tôi chỉ muốn nói là nội dung của ông Thảo là không phải. Chúng tôi bàn chỉ có hai vấn đề: ông Bùi Tùng có mặt ở Dinh Độc Lập hay là không, rồi lại bản thảo thôi. Bản thảo thì không phải của ông, mà nội dung ấy không phải của ông. Thế làm sao ông cứ bảo cứ của tôi được? Mà nếu chúng ta không giải quyết được thì chúng ta mời những cái người có trình độ hơn chúng ta. Chúng tôi rất có trách nhiệm về cái chuyện này, vì phải bảo vệ cái lịch sử. Chúng tôi có thể mất kinh tế kiểu Bùi Tiến Dũng 100 tỷ cũng được, nhưng mà lịch sử của nước ta thì không thể là mất để mà các cháu nói mất thiêng. Tôi chỉ nghĩ như thế thôi. Thì khi chúng ta chiếm được Dinh Độc Lập, nghĩa là chiếm được cái đầu não là chiến tranh của nó, của địch ấy, thì chúng ta vô cùng phấn khởi, hết sức là phấn khởi. Cho nên lúc đó chúng ta đâu có đặt vấn đề từng tiểu tiết thế. Nhưng mà sau này thì không biết vì sao lại có những cái dư luận là người này người kia viết thì mới có cái cuộc hội thảo như vậy. Trong cái việc ở đây có thể nói rằng thể hiện cái bản chất của bộ đội của Hồ, của một người chính ủy, một người sĩ quan là rất rõ. Bởi vì là anh Bùi Tùng lúc bây giờ là anh cao nhất ở đó, anh là trung tá, anh là chính ủy lữ đoàn, thì so với đồng chí kia là mới đại úy thôi, xuống phó. Thì rõ ràng trong điều kiện như thế anh cũng không, sau này đó là anh cũng không tranh cãi bao giờ cả, mà anh chỉ cười, anh chỉ nói rằng là anh cũng nghĩ, có lẽ anh cũng nghĩ với tôi. Thì đấy là nhiệm vụ của một người lính, một người chiến sĩ của bộ đội Cụ Hồ, một người mà Đảng và Nhà nước giao nhiệm vụ là cùng với nhân dân cả nước để giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Thì tôi nghĩ rằng anh, cái bản chất của người bộ đội Cụ Hồ là ở chỗ đó. Mà tất cả đấy là công lao của cả nước, của nhân dân cả nước, của bộ đội cả nước, và được hoàn thành cái nhiệm vụ giải phóng miền Nam thống nhất đất nước. Mà anh chỉ còn nói đó là sự thật lịch sử vẫn là sự thật lịch sử, mà các nhà sử học cũng như tất cả mọi người nghiên cứu thì phải làm sáng tỏ. Thế là cái đầu hàng Dương Minh là vấn đề trọng đại quốc gia, cho nên người chính ủy là phụ trách chính trị đó, mà lại cấp trên, cấp cao nhất là nơi đó thì bao giờ cũng có vị trí quan trọng hơn. Khi quân ta mà vào Dinh Độc Lập, không phải là một cái đạo quân nó hỗn loạn mà nó có kỷ cương. Nhưng mà cái người lãnh đạo cái đoàn quân đó phải có tiếng nói quyết định. Anh Tùng là người chính trị viên chỉ huy toàn bộ cái lữ đoàn đó.
thì dĩ nhiên là anh ấy phải có vai trò quyết định. Lịch sử không chấp nhận những cái gì người ta bịa ra đâu. Lịch sử chỉ chấp nhận sự chân thật, và quần chúng chỉ được thuyết phục bằng tính chân thực của lịch sử. Lực lượng tăng giáp cũng đã góp phần rất lớn vào cái công cuộc chống Mỹ cứu nước, giải phóng miền Nam. Tôi cho cái đặc biệt của anh Bùi Tùng, tức là cái nhận thức chính trị của anh rất cao. Anh phân biệt được đúng sai, rõ sai, đúng sai để anh xử lý. Khi mà phân biệt rồi thì anh xử lý tình huống hết sức là khéo. Và trong cái việc này tôi cho là như vậy, coi là cái thế hệ chính trị lúc giờ các anh có cái trình độ chính trị, có thể nói là các anh học nhiều rồi, các anh có thể nghiên cứu nhiều, nhưng mà cái quan trọng là va chạm với điều kiện thực tế trong các trận đánh, trong từng điều kiện một, cho nên các anh có những cái sáng kiến, có những cái suy nghĩ rất là khoa học. Thế hệ chính trị lúc bây giờ trong đó có anh Bùi Tùng, tôi cho là một cái thế hệ vàng. Bà Kelly, vợ nhà báo Galach, đến Việt Nam tìm chính ủy Bùi Tùng để trao tặng lại toàn bộ tư liệu quý giá mà chồng bà mất đi để lại. Galach đã coi chính ủy Tùng như một ân nhân khi được ông cho đi cùng xe ra đài phát thanh. Giữa bom rơi, đạn nổ của cuộc chiến, người lãnh đạo cao nhất của quân giải phóng đã tin tưởng một nhà báo phương Tây. Đoàn làm phim đã gặp bà và nhận được những tình cảm hồn hậu, chân thành. Tôi rất hạnh phúc khi cuốn sách này được xuất bản tại Việt Nam để góp phần giúp mọi người hiểu thêm về cuộc chiến. Tất nhiên rồi, chồng tôi sẽ vui lắm và cả những đứa con của chúng tôi nữa. Chúng cũng sẽ rất vui và cảm động vì điều này. Người anh hùng một thời binh lửa Bùi Văn Tùng nghỉ hưu với quân hàm đại tá. Ông vừa đau đớn mất đi người vợ hiền thảo, hết mực yêu thương chăm sóc chồng con. Nhưng ông vẫn luôn ghi nhận được tình cảm yêu quý, trân trọng của đồng đội. Câu nói, tôi làm là trách nhiệm của người lính làm công tác chính trị. Tôi có công gì đâu. Công lao là của bao anh hùng liệt sĩ đã ngã xuống, của ông vẫn luôn được đồng đội khắc ghi. Ông Phạm Xuân Thệ và ông Bùi Quang Thận đều đã được phong anh hùng. Tuy Bùi Tùng không màng danh lợi, nhưng ông xứng đáng được nhà nước phong tặng danh hiệu cao quý ấy. Đó cũng chính là tâm nguyện của các thế hệ cựu chiến binh, binh chủng tăng thiết giáp và cũng là mong muốn của người dân yêu Tổ quốc. Năm 2020, tròn 45 năm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, Hội đồng biên soạn cuốn sử Nam Bộ Kháng Chiến cũng kỷ niệm 10 năm cuốn sử được xuất bản. Các thành viên hội đồng đã đến thắp hương tưởng nhớ Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh, người lãnh đạo Nam Bộ Kháng Chiến oanh liệt chiến thắng cả hai đế quốc lớn là Pháp và Mỹ. Đây là một trong bộ 4 cuốn chính sử của Việt Nam do đồng chí Võ Văn Kiệt làm chủ tịch hội đồng. Giáo sư Trần Bạch Đằng chủ biên cùng đội ngũ các nhà sử học, chính trị, quân sự, khoa học và cộng tác viên dày công nghiên cứu, biên soạn. Trong cuốn chính sử quan trọng 1.666 trang này, ở trang 994 đã ghi nhận tuyên bố đầu hàng của Tổng thống Dương Văn Minh đã phát trên đài phát thanh là bản viết tay của Trung tá Chính ủy Lữ đoàn Xe tăng 203 Bùi Văn Tùng. Tôi không ngờ được, may mắn là được tham gia cái bộ phận biên soạn, tuy nhỏ thôi nhưng mà nó cũng tạo mình thấy một cái phần phấn khởi. Trước tiên là mình được tham gia, mình là chiến đấu ở trong Nam mà được trong tham gia trực tiếp biên soạn cái này, lịch sử của chính mình, của đồng đội mình. Vào thời điểm mà chúng tôi nghiên cứu và công bố cuốn Nam Bộ Kháng Chiến năm 2010 là thời điểm mà nhận thức của ban nghiên cứu biên soạn công trình đã thể hiện như nó đã được xuất bản mà các bạn đây đã được đọc. Cho nên đây là một cái tác phẩm rất đặc biệt, mà có lẽ là từ trước đến giờ chưa có một tác phẩm nào như vậy, kể cả cái tầm vóc, kể cả chiều sâu, chiều lớn của nó. Một cái lịch sử mà lớn lao mà có lẽ không lớp trẻ nào có thể nắm bắt được hết. Bản thân tôi là người của chiến trường năm cuối, lại được tiếp xúc với những người của chiến trường ở các góc của chiến trường của Nam Bộ, ở các góc chiến trường của cả nước, tư liệu ở đó, những gì ở trong đó của những người trong cuộc là có một câu hỏi. Không một cuốn sử nào có được một cái giá trị lịch sử của nhân chứng lịch sử, của sự thật lịch sử như trong cái bộ sử đó. Hội đồng chỉ đạo biên soạn bộ lịch sử Nam Bộ Kháng Chiến thành lập từ năm 2002.
Đồng chí Võ Văn Kiệt đó là chủ tịch hội đồng. Đồng chí Trần Bạch Đằng đó là chủ biên. Thì chúng tôi quan tâm nhất đó là cái giai đoạn cuối của cái cuộc kháng chiến chống Mỹ, tức là cái sự kiện chúng ta tiến vào Dinh Độc Lập. Thật ra thì sự kiện đó đã có rất nhiều người biết, kể cả những cái phóng viên nước ngoài. Cho nên có thể nói rằng chúng ta có khá đủ tư liệu để làm rõ sự thật đã diễn ra cái ngày 30 tháng 4 lúc 11:30. Chỉ có một điều là anh phải tìm ra đúng cái nguồn nào là cái nguồn chính xác nhất. Giống như những gì lịch sử đã diễn ra và cuốn sử Nam Bộ Kháng Chiến đã ghi nhận, từ nay các thế hệ trẻ, các em học sinh đều sẽ được học những trang sử chính thống đầy oanh liệt, vẻ vang nhất trong lịch sử nước nhà. Ngày 30 tháng 4 năm 1975, miền Nam hoàn toàn giải phóng, non sông thu về một mối. Đến đây, có thể khẳng định rằng dù có những người cố ý bẻ cong sự thật vì lợi ích cá nhân hay bất kỳ một lý do nào thì vẫn còn đó ánh sáng của sự thật. Những con người trung thực, gồm cả người Việt Nam và nước ngoài, là những người lính bình thường hay các nhà khoa học, đều có chung một tấm lòng gìn giữ và bảo vệ tính chính xác của lịch sử. Bởi vậy, những người như ông Phạm Xuân Thệ có muốn làm mờ tấm gương phản chiếu sự thật lịch sử cũng không thể được. Đà Nẵng hôm nay được coi là thành phố đáng sống. Đây là quê hương thân yêu của chính ủy Bùi Văn Tùng. Sinh ra trong một gia đình có truyền thống yêu nước ở quê hương Đà Nẵng, vùng đất đầu tiên của Việt Nam bị giặc Mỹ đổ bộ vào xâm lược. Không ai có thể ngờ rằng người con của quê hương xứ Quảng Bùi Văn Tùng lại chính là người thay mặt quân và dân ta đặt dấu chấm hết cho chế độ ngụy quyền do Mỹ dựng lên bằng bản tuyên bố đầu hàng của Tổng thống Dương Văn Minh, một văn kiện hết sức ngắn gọn, xúc tích, có giá trị lịch sử cao, chấm dứt cuộc chiến tranh tàn khốc nhất trong lịch sử do người Mỹ gây ra. 45 năm sau ngày có mặt tại Dinh Độc Lập để buộc Tổng thống Dương Văn Minh tuyên bố đầu hàng, chính ủy Tùng đã được con trai và bạn hữu đưa ra thăm lại Dinh Độc Lập. Giữa dòng đời không ít người bon chen vì danh lợi, nhưng người lính Cụ Hồ Bùi Văn Tùng vẫn luôn hiện hữu nụ cười trên môi với cái tâm vô cùng trong sáng. Ông cũng đã truyền tinh thần ấy cho đồng đội, cho con cháu, cho cả các thế hệ mai sau.